Xin kính chào quý vị và các bạn. Như đã dự báo thì hiện tại ở phía Bắc đang có một khối không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam và trong ngày mai thì khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng và gây ra sự chuyển biến thời tiết cho các tỉnh vùng núi của Bắc Bộ trước. Sang ngày 28 tháng 11, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và tác động tới các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng tới các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ. Theo dự báo, đợt không khí lạnh lần này không gây mưa nhiều cho các tỉnh Bắc Bộ mà chỉ có nhiệt độ là giảm bớt. Khu vực vùng núi nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng giảm đáng kể, trời chuyển rét và thời gian rét xảy ra vào đêm và sáng sớm. Cụ thể thì từ đêm 27 tháng 11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất sẽ phổ biến ở vào khoảng 16 cho đến 19 độ, vùng núi phổ biến từ 13 đến 16 độ và vùng núi cao còn dưới 10 độ. Còn ban ngày, hầu hết các nơi mức nhiệt cũng không tăng cao, nhiệt độ sẽ không vượt quá mốc 25-26 độ. Trong những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12, không khí lạnh liên tục được bổ sung với cường độ mạnh nên nhiệt độ ở Bắc Bộ còn tiếp tục giảm thêm và trời chuyển rét. Đối với các tỉnh miền Trung, thời tiết tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, tập trung tại khu vực Trung Trung Bộ trong ngày mai 27 tháng 11. Do chỉ chịu tác động của đới gió Đông Bắc đơn thuần, không có sự kết hợp của hình thế thời tiết gây mưa nào khác, nên mưa phân bổ không đều và chỉ là những cơn mưa chủ yếu về đêm và sáng với lượng không nhiều. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trên toàn khu vực Trung Bộ trong ngày mai ở khoảng 26 cho đến 30 độ. Từ ngày 28 tháng 11 cho tới ngày 1 tháng 12, không khí lạnh tăng cường mạnh xuống sẽ kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến ở khoảng 200-400mm cả đợt, có nơi trên 450mm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Trong những ngày gần đây, hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều phổ biến ít mưa, ngày nắng nhiều, độ ẩm trưa chiều có nơi thấp xuống dưới 50%. Tuy nhiên, từ ngày mai 27 tháng 11, độ ẩm ngày có xu hướng tăng hơn, ngày vẫn nắng ráo, thế nhưng cường độ nắng thì có phần giảm bớt. Từ ngày 28 tháng 11, khả năng tại Tây Nguyên sẽ gia tăng mưa rào và dông, nhất là thời điểm về chiều tối và tối, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Từ ngày 29 đến 30 tháng 11 thì ở Tây Nguyên sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm một đợt, có nơi trên 200mm. Còn tại Nam Bộ, cũng từ ngày 29 tháng 11, những hình thế gây mưa ở phía Nam sẽ có sự tác động rõ rệt và gây ra những ảnh hưởng về thời tiết cho khu vực này. Mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có những điểm có mưa vừa, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, từ khoảng đêm 27 sang ngày 28 tháng 11, tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, gây biển động mạnh. Còn vùng biển phía Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió mạnh dần lên mức cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc cũng mạnh dần lên mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đáng lưu ý là mưa dông xuất hiện ở diện rải rác trên vùng biển phía Nam, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong những ngày cuối tháng thì mưa dông sẽ tăng mạnh ở khu vực này, bà con ngư dân cần đề phòng khả năng có lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông. Khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay là phần nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin kính chào và hẹn gặp lại!